Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lucy Family Cuộc Sống Canada. Và ngày hôm nay thì hai đứa mình sẽ đưa mọi người đến một cái địa điểm nữa, cũng là của người Việt Nam luôn nha mọi người. Tại vì mình đang thèm cái món mà gọi là cái món quốc dân của Việt Nam mọi người, bún đậu mắm tôm. Cho nên là mình mới tìm thấy cái chỗ này, trên menu nó có bán cái món này. Cho nên là hôm nay mình dẫn chồng mình đi ăn cái món này. Chồng mình cũng chưa có ăn cái món này luôn á mọi người. Bây giờ dẫn chồng mình đi qua đây. Hiện tại thì mình đang ở trên đường Queen. Đường Queen đúng không chồng? Hôm nay trời nắng đẹp quá. Để ra hồi nãy leo lên cái xe điện đi á mọi người, nhưng mà đi bộ để quay cho mọi người xem cái đường đi. Nó nằm gần ngay chỗ ngã tư Bà Đai nè với lại Queen á, lấp lò ngó qua xéo xéo nằm trên đường Queen. Để lát nữa mình quay cái địa chỉ cho mọi người coi. Cái quán này tên là Little Sài Gòn hả chồng? Quán này tên là Little Sài Gòn. Sài Gòn nhỏ. Một xíu nha, nhỏ Sài Gòn ở tại Toronto. Thì chồng mình chưa có ăn món này đâu, bây giờ hôm nay mình sẽ giới thiệu cho chồng mình cái món quốc dân của Việt Nam nha. Cái đường bay, bay. Ở đây mấy cái tòa nhà ở đây á cũ lắm rồi đó mọi người. Denison với lại đường Denison. Không, có đường kia kìa. Không. Mình thấy cái mấy cái tòa nhà ở đây á là đa số là tuổi đời rất là cao rồi. Nhìn bên ngoài thì mới thôi nhưng mà thực sự thì cũng mấy chục năm trở lên. Đi có xích lô nè. Ủa? À đây nè, không tới chưa? Cái này là xe xích lô hả? Xe ra lui ra. Mọi người ơi, cái này phải xe xích lô không? Xích lô chứ còn gì nữa. Nhưng mà đúng rồi. Nhưng mà đâu phải tiếng Việt đâu, đâu phải cái này của quán bar bên đây. Ở Sài Gòn bên đây nè. Bên dưới kia. Chưa tới. Nó đối diện xéo xéo với lắp lò. Đường Holland với Queen. Mọi người ơi, mình đã tới cái quán rồi, hồi nãy mình nói lộn á. Cái quán này tên là Little Việt Nam chứ không phải Little Sài Gòn nha mọi người. Địa chỉ nằm ở số 500 Queen Street West. Đây. Little Việt Nam. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô trong và xem thử ở quán có những gì nha. Vô đi chồng. Mọi người ơi, hiện tại thì hai đứa mình đã ngồi trong quán rồi mọi người. Mình lựa cái chỗ mà ngay cái cửa luôn, ngồi nhìn ra phía bên ngoài, nhìn xe cộ chạy qua chạy lại. Đó. Còn đây là không gian ở bên trong quán. Bị co rất là dễ thương luôn mọi người. Đây, món huyền thoại. Cái món này cái lúc mà ở Sài Gòn là mình rất là thích ăn luôn. Đây là bún đậu mắm tôm nè mọi người. Đây, chén mắm tôm đây. Cái khay này là mình kêu khay lớn á mọi người, là bao nhiêu? 20. 20 đồng. Đây là 20 đồng là khay lớn á mọi người. Khay nhỏ thì chỉ có 17 đồng thôi, cách nhau có 3 đồng cho nên mình kêu khay lớn luôn. Có đậu hũ nè. Mà lá lớn. Lá lớn. Đây, trên khay này có đậu hũ mọi người. Cái này là
chả chả cơm chiên á, không phải biết là chả cơm mà món chả này chả chiên nè. Cái này là ba loại luộc. Cái này là dồi trường hả? Dồi trường hả? Hay dồi gì? Không. Cái dồi mà chó lòng á. Người kêu dồi. Cái dồi đúng rồi mà không biết kêu gì ta. Dồi đúng không? Còn cái này là bao tử. Cái kia là rau sống. Cái chả dồi chiên. Cái này là bún. Đó. Cái mâm này là 20 đồng nha mọi người. Cũng nhiều quá. Đây là bò lá lớp. Bò lá lớp. Hấp dẫn chưa? Còn cái gì nữa không cần? Rau. Còn cái gỏi khô bò. Gỏi khô bò. Gỏi khô bò. Rau. Không có rau. Rau gì? Đó, rau đó. Vậy là chấm nè. Đây là gỏi đu đủ khô bò nè mọi người. Mình hấp dẫn chưa? Mình tưởng đâu là cái gỏi đu đủ khô bò đen á mọi người, mà cái này là khô bò kia. Khô bò loại bình thường á, không phải khô bò đen. Như chào thường thì chào nước. Ăn gì chưa? Thử gỏi khô bò trộn lên đó. Mời mọi người ăn cùng hai chồng mình nha. Cái này có tóc là mấy người tầm không? Không cần, chồng ăn nguyên cái thì cũng được. Ăn kèm với cái này nè. Giòn rụm luôn ha. Ngon lắm mọi người. Đu đủ á, giòn lụm luôn. Họ trộn nước sốt vừa ăn luôn mọi người. Hơi cay một chút thôi, không có cay quá. Cái này hồi nhỏ á chồng, giờ đi học á, ngay ngoài cổng trường hay có mấy cái xe đẩy bán á. Bỏ lên đó. Thơm. Béo. Cái lá lốt này hồi đó ở nhà vợ ở bên hông á. Ở bên hông nhà nó mọc quá trời luôn chồng. Lá lốt mình chấm mắm tôm luôn. Gì kỳ vậy? Ngon á. Ngon rồi đi. Hỏi người. Còn ống hả? Thơm mọi người. Thơm mùi bò. Đương nhiên. Mà nó hơi lạc xíu. Chấm mắm tôm luôn. Cái ngon. Ngon. Món này chấm mắm tôm mà cũng ngon. Lâu lắm rồi mới ăn bò lá lốt á.
cũng 3-4 năm ở trồng. 3-4 năm trồng mười mấy năm. Nói rõ trồng ăn ở đâu? Ở Việt Nam, ở dưới Bình Dương. Đấy hả? Ngay chỗ tôi bán đồ chơi của anh Hùng á. Đối diện luôn. Ăn ớt hả? Ngớt làm chi, đừng có cắn ớt. Bây giờ mình sẽ ăn thử món bún đậu nữa. Cái món này phải nhiều rau sống mới ngon, mà ở bên đây rau mắc lắm mọi người, cho nên một phần chỉ cho họ cho ít rau lắm. Đây, bún nè. Ngon quá. Đây là đậu hũ mọi người. Rất là giòn. Ở trong nó mềm, nó thơm, nó béo ghê. Mới được ăn đúng không? Có nhiều người ăn không được đâu, mắm tôm ăn không được. Ngon mọi người. Chả cũng thơm. Thích ăn đậu hũ. Thơm không? Cái chả này đúng ra là ăn chả cơm mọi người, nhưng mà cái này không phải chả cơm, nhưng mà cũng rất là ngon. Ở Việt Nam á, ăn món này đúng là ăn chả cơm mà chọc. Cái này giống như chả cá. Rất là ngon. Thôi, đây là dồi á mà. Nhìn dồi luộc. Cái dồi này nè, mà chiên lên ngon lắm rồi. Ăn với cháo lòng á. Món nào cũng ngon hết luôn cả nhà. Mai mốt á, về Việt Nam á, vợ dẫn chồng đi ăn ở Việt Nam nó coi nó có khác cái này không nha. Cũng là bún đậu. Cũng là bún đậu nhưng mà nó sẽ được đủ món hơn. Tại Việt Nam rau rẻ, ở đây rau mắc. Với lại nó có phèo á chồng. Phèo nóng, phèo nó mới luộc nóng đem ra đã lắm. Ở đây không có thấy phèo mà nó thay bằng cái bao tử á. Cái thay này 20 đồng cũng rẻ, mọi người đâu có mắc không. Cái món này á, mình ăn á là phải uống kèm với trà tắc nó mới ngon. Ở đây không có bán trà tắc.
nên là nó thiếu thiếu một chút. Thì đó phải uống kèm với trà tắc á thì mới đúng. Việt Nam mà đi món đi quán bán bún đậu nào là cũng có trà tắc á chồng. Khi là mâm tôm này là người ta sẽ nặng tắc vô chứ không phải nặng chăm. Nhưng mà do ở bên này á tắc mắc lắm mọi người, với lại cũng hiếm nữa, cho nên là ở đây quán thế bằng chanh chứ không phải tắc. Cay quá. Bỏ ớt luôn. Chồng mình nói á, ăn ngon quá mà ăn ngon miệng mà kiểu như ăn hoài luôn, không có muốn ngừng đũa luôn á mọi người. Ở quán này cũng có nhiều người nước ngoài tới ăn đó mọi người. Mình không biết người ta có ăn mắm không? Thì chắc cũng có người ăn được. Ăn mấy cục bún vô no rồi đó. Cũng sắp vô rồi. Còn mới sắp no thôi à? Ừ. Khi nào mình bữa thì là... Ăn hết mắm tôm luôn. Tưởng ổng ăn không được mọi người. Ổng ăn hết mắm tôm, ổng xin thêm của mình. Chấm bò lá lốt. Chấm... Mọi người ơi, mình mới vừa ăn xong cái phần ăn của mình đó mọi người. Thì mới vừa tính tiền xong, đây là cái bill. Thì cái món bò lá lốt của mình kêu hồi nãy là một sâu là 7 đồng. Thì của mình, phần của mình là hai sâu là 14 đồng. Gỏi đu đủ của mình là 9 đồng một phần. Còn cái tray của mình kêu là 20 đồng. Thì tổng cộng cái bill của mình ngày hôm nay là 43 đồng, tính thuế luôn là 48 đồng mấy mươi sen. Theo mình đánh giá thì cảm nhận riêng của mình, cái món ăn thì hương vị thì đúng là món ăn Việt Nam nha mọi người. Cũng khá là ngon và cái phần ăn thì cũng đủ cho hai người ăn. Những cái món khai vị, những cái món ăn kèm á, ăn vặt á thì cũng cái phần ăn nó cũng đủ á mọi người, không có ít quá mà cũng không có nhiều quá, cũng vừa đủ. Nói chung là chất lượng quán thì ok. Không gian quán thì cũng khá là rộng rãi. Thì đây cũng là một cái nơi của người Việt mình kinh doanh, cho nên là mọi người có thời gian thì nhớ ghé ủng hộ nha. Nếu như mà ai nhớ cái hương vị Việt Nam, bún, đặc biệt là bún đậu mắm tôm, tại vì mình thấy đa số mọi người đến đây ăn thì đa số ai cũng kêu cái món bún đậu mắm tôm mọi người đó, cho nên là mọi người ai có thèm cái hương vị đó thì cứ tới đây thử nha. Ăn xong rồi mọi người ơi, bây giờ đi về nè. Bây giờ mọi người biết mấy giờ không? Bây giờ là gần 7 giờ tối rồi mọi người, nhưng mà trời còn đang rất là nắng luôn. 8 giờ mấy mới trời tối. Ừ. Trời mà từ đây hết mùa đông á, hết mùa đông là bắt đầu cái thời gian ban ngày á nó sẽ dài hơn một chút. Mùa hè á mọi người là trời sẽ nắng tới lúc mà 9 giờ tối luôn á. 10 giờ. Ừ. Tháng 8. Ui lạnh. Tháng 8 là 10 giờ. Lạnh quá ha. Lạnh quá.
giờ xuống còn có 4 độ rồi mọi người. Bây giờ hai đứa sẽ đi ra đón xe. Ok mọi người ơi, bây giờ thì hai đứa sẽ ra đón xe để đi về. Tại giờ chưa có chỗ bán xe, họ chưa có xe giao cho mình á, cho nên là còn đi bằng xe bus. Video của mình ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha, và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.